Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 7, phiên tòa xét xử hai cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển cùng 12 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu làm giả gần 200 triệu lít xăng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam kết thúc phần tranh luận. Nói lời sau cùng, các cựu thiếu tướng cảnh sát biển bày tỏ hối hận về tội lỗi gây ra, đồng thời mong tòa xem xét cho hưởng khoan hồng. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, gửi lời cảm ơn đến hội đồng xét xử đã cho bị cáo được giải trình những vấn đề muốn nói. Ông cũng cảm ơn cơ sở giam giữ quân khu 7, Bộ Quốc phòng tạo điều kiện cho ông trong quá trình ăn ở sinh hoạt thời gian qua. Bị cáo Minh cho biết đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc từ khi bị khởi tố, bị can và bắt giam. Bị cáo thực sự hối hận về tội lỗi của mình. Đây là lỗi lầm vô cùng to lớn và nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng quân đội, hình ảnh của Đảng và nhà nước. Bị cáo Minh chia sẻ sức khỏe hiện tại đang rất yếu do tuổi đã cao, bản thân mắc nhiều bệnh nền và bị tiểu đường nặng. Đặc biệt thời gian gần đây căn bệnh tiểu đường đang tái phát, do vậy bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện để bị cáo có thời gian chữa bệnh. Bị cáo Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển vùng 3 cũng thừa nhận toàn bộ sai phạm của mình và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ, giúp bị cáo hưởng khoan hồng, sớm trở về với gia đình để khắc phục những lỗi lầm do mình gây ra.